Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Thứ trưởng chết phát hiện hai dao bầu, đài hóa thân hủy nhanh ngay tam trứng. Vâng, các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua, đặc biệt là ngày 17 tháng 10 đã diễn ra một sự kiện rất quan trọng và chấn động trong và ngoài nước. Đó là việc cái chết của ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An. Và cái chết của ông đã gây ra một điều mà trong dư luận rất nhiều thắc mắc. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên trang truyền thông cũng đăng tải rất rõ ngay lập tức lúc đó là Bộ Giáo dục Đào tạo Thứ trưởng Lê Hải An qua đời do tai nạn. Theo thông báo chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Lê Hải An qua đời do tai nạn vào 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019. Sáng 17 tháng 10, Thứ trưởng Lê Hải An qua đời tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội. Thi thể ông nằm ở khoảng sân sau tòa nhà. Ông An được phát hiện rơi từ tầng 8, tầng cao nhất của trụ sở bộ, trong khi phòng làm việc của ông chỉ ở tầng 2 mà thôi. Đến 9 giờ 20 phút, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát đi thông báo nêu Thứ trưởng Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do tai nạn, Thứ trưởng từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019, tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Và lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Hải An sẽ được thông báo sau. Và với hình ảnh này các bạn cũng đã thấy đã chấn động khắp nơi. Và điều đó rất đặc biệt, từ trước đến nay chưa từng có. Và đặc biệt hơn nữa, dư luận rất quan tâm là kiểu chết rất kỳ lạ của ông Thứ trưởng Lê Hải An này. Với việc bức hình mà các bạn có thể thấy, đây là cái khu bên trong của bộ trụ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và chính trong cái khu vực sân này thì là cái nơi mà ông ta đã bị rơi từ trên tầng 8 ở trên xuống. Nơi các bạn thấy có cái lan can nhỏ, đó là khu vực phòng ăn của căn tin của bộ này ở Hà Nội. Và đặc biệt hơn nữa, sau cái chết đầy uẩn khúc của một cán bộ rất trẻ thuộc diện trung ương quản lý, khi cơ quan cảnh sát điều tra chưa đưa ra công bố kết luận thì đã vội vã định ngày để tổ chức tang lễ và đem thiêu xác ông đi. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, cái thông báo của ngày hôm nay đã được đăng tải. Đó là lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An được tổ chức vào ngày 21 tháng 10. Lễ tiễn đưa Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10. Theo thông báo của Ban tổ chức lễ tang Bộ Giáo dục và Đào tạo về đám tang, ông Thứ trưởng Lê Hải An, lễ viếng sẽ bắt đầu từ 12 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2019, tức là ngày 23 tháng 9 Kỷ Hợi, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày và lễ hỏa táng vào hồi 17 giờ 5 phút tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội. Lễ an táng tại công viên Vĩnh Hằng, nghĩa trang Thiên Đức, Phú Thọ. Đây hình ảnh các bạn có thể thấy ông rất trẻ và đã mất đi, và ngay lập tức họ đã làm việc chôn cất và thiêu xác. Điều này rất đặc biệt. Và với việc thiêu xác của Thứ trưởng Lê Hải An thì mọi bằng chứng vật lộn hay mưu sát nếu có của ông sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn và không có cơ hội để tái điều tra nữa. Nếu các bạn chứng kiến những lò thiêu xác như thế này ở Việt Nam thì sẽ thấy rất rõ điều đó. Đây là hình ảnh của một cái lò thiêu xác tương tự như vậy. Là xác của Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được thiêu theo quy trình như vậy ở Đài Hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội. Đây là ảnh minh họa. Hỏa táng là quá trình đốt cháy làm bay hơi và oxy hóa cơ thể đã chết để thu được các chất lượng ở dạng cơ bản như khí, tro và các mảng khoáng thu được sau khi làm khô xương cốt. Hỏa táng còn được coi là một tang lễ hoặc là một nghi thức sau đám tang để thay thế cho hình thức an táng khác như chôn cất xác chết nguyên vẹn trong một chiếc quan tài. Tro cốt của hỏa táng vốn không chứa yếu tố gây hại cho sức khỏe sẽ được gom lại và chôn cất ở các nghĩa trang hoặc các khu vực tưởng niệm tập trung, thậm chí có thể được người nhà giữ lại hoặc phân tán theo nhiều hình thức khác nhau. Hỏa táng xong, phần thu được sẽ chuyển qua một thiết bị từ trường để loại bỏ các thành phần kim loại, sau đó phần tro cốt sẽ được chuyển cho người thân. Trong thời đại hiện nay, các hộp chứa xác gọi là container được đặt trong một nồi chưng bằng điện và được tiêu hủy ở nhiệt độ dao động từ 760 đến 1150 độ C. Và quá trình hỏa táng này sẽ khiến phần lớn cơ thể, đặc biệt là các cơ quan nội tạng và các mô mềm đều bốc hơi và oxy hóa ở nhiệt độ cao. Trong khi phần khí thải ra sẽ được xử lý thông qua hệ thống xả. Quá trình thiêu này thường diễn ra trong vòng 90 phút đến 120 phút, với những cơ thể lớn hơn có thể mất thời gian lâu hơn.
Và đây là cái thông báo mà các bạn cũng đã biết. Và với nhiệt độ từ 760 đến 1150 độ thì rõ ràng là mọi cái đã thành tro bụi. Và sau này không thể điều tra được cái chết thực sự của ông Thứ trưởng Lê Hải An nữa. Và được biết ông, chính ông là người đã ký kết văn bản kỷ luật quan chức tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình vì vụ gian lận điểm thi để đưa người vào các trường đại học nhằm tạo thế leo cao hơn nữa trong bộ máy của Đảng Cộng sản và chính quyền tại Việt Nam. Và điều đó các bạn có thể thấy rất rõ trên cái văn bản mà ông đã ký, với dòng chữ ký ở dưới là Lê Hải An. Và thông báo về việc xem xét kỷ luật công chức trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia về tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 đã xảy ra tiêu cực và gian lận trong việc tổ chức chấm thi ở Hội đồng tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, dẫn đến tâm lý lo ngại cho học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội. Qua những sai phạm xảy ra ở 3 địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi, công tác tập huấn, quán triệt quy chế thi, công tác tổ chức chấm thi trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và rất nhiều những thông tin khác nữa. Và dưới, ở phía dưới các bạn thấy rất rõ là ông đã ký. Và có lẽ cũng chính vì những văn bản này mà ông đã có phải gặp phải những cái tai nạn và tai họa như lần này. Và ngoài ra, chúng tôi xin gửi danh sách kỷ luật của những cái quan chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Và rõ ràng đây là những cái người mà đang công tác ở các tỉnh này và có chức sắc rất cao. Đây là danh sách 13 công chức bị xem xét kỷ luật, bao gồm Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng; Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng; Nguyễn Di Kha, Trưởng Phòng Quản lý, Chi Cục Quản lý Chất lượng; Hà Xuân Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khảo thí Quốc gia, Cục Quản lý Chất lượng; Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin; Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra; Tống Duy Hiến, Phó Chánh Thanh tra; Trịnh Minh Phường, Phó trưởng Phòng Thanh tra chuyên ngành; Lê Văn Vương, Phó trưởng Phòng Thanh tra hành chính; Thẩm Thị Minh Hằng, Thanh tra viên; Nguyễn Ngọc Chính, Thanh tra viên; Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học. Và đây những cái thông tin mà ông đã đưa ra để kỷ luật những cái người như thế này. Và đây là điều rất tệ hại tất nhiên. Và sau đó ngày 9 tháng 9 năm 2019 thì ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo lại ký văn bản hủy bỏ các quyết định và thông báo trên. Lý do hủy bỏ được xem xét kỷ luật là văn bản này chưa đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, chờ quy trình xem xét kiểm điểm trách nhiệm về mặt đảng, chờ hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thì đây là những cái điều mà ông cũng đã gặp rắc rối trong thời gian trước khi ông mất. Và vụ án gian lận điểm thi tại 3 tỉnh này có liên quan rất nhiều đến các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam. Và điều mà các bạn có thể thấy rất rõ, đây là hình ảnh Bộ Giáo dục Đào tạo đã trao cho ông bổ nhiệm chức Thứ trưởng vào thời gian trước do ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao. Và Bộ Giáo dục Đào tạo, ông Lê Hải An được phân công phụ trách mảng đào tạo đại học. Đây là lĩnh vực có nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận thời gian qua. Trong hàng loạt vụ bê bối trong ngành giáo dục đào tạo nổi cộm và nhức nhối là các gian lận điểm thi cử kỳ thi quốc gia năm 2018 ở Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình bị tố giác, công an vào cuộc điều tra. Lần đầu tiên trong lịch sử hàng ngàn năm thi cử vào khoa bảng Việt Nam, một vụ gian lận trường quy mô liên tỉnh, thanh tra đường dây xấu hổ và đáng sỉ nhục này có cả ủy viên Trung ương, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều phó chủ tịch tỉnh, ban giám đốc sở giáo dục, hiệu trưởng lẫn hội đồng chấm thi. Nhúng chàm trong vụ này còn có cả cán bộ an ninh, cảnh sát, chấp pháp cùng hàng trăm đảng viên, cán bộ trung cao cấp trong cơ quan ban ngành dùng tiền để hối lộ nâng điểm cho con em của mình. Vụ việc gây chấn động và nhức nhối xã hội, một làn sóng phẫn nộ trong nhân dân và dân chúng yêu cầu điều tra làm rõ và kêu gọi Phùng Xuân Nhạ nên từ chức bộ trưởng. Đây là cái điều, một trong những cái điều rất lớn mà ông Thứ trưởng Lê Hải An đã đụng vào, và cũng có lẽ ở những cái đường dây trong này họ đã tìm mọi cách giết người diệt khẩu. Và ngày 19 tháng 2 năm 2019, Thứ trưởng Lê Hải An đã được trao giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 và khả năng trong thời gian tới sẽ được đề bạt lên làm Phó trưởng hoặc là làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thay ông Phùng Xuân Nhạ. Vụ việc chưa dừng ở đây khi Thứ trưởng Lê Hải An theo một số người bạn cũ tiết lộ đang có cái kế hoạch sẽ đưa ra tiếp những cá nhân và những cái tổ chức đã lợi dụng và dùng tiền để mua điểm và để lọt cán bộ cũng như vào Đảng Cộng sản để
dùng những cái điểm số đó và tiếp tục thăng quan tiến chức. Và có lẽ chính vì cái điều này mà có thể thế lực mafia có chân trong Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đã quyết định ra tay hành quyết nhanh chóng Thứ trưởng Lê Hải An vào sáng ngày 17 tháng 10 vừa qua. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy chia sẻ trong một số trang truyền thông trong nước cũng đã thấy rất rõ về đây là một ví dụ minh họa cụ thể. Đó là hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, vợ của ông Chủ tịch Hà Giang đã nhắn tin nhờ nâng điểm thi. Đây là điều tra của công an và đương nhiên là lời khai trước tòa. Tại phiên đối chất trước tòa sáng ngày 18 tháng 10, Viện Kiểm sát và luật sư đã tiết lộ một tin nhắn quan trọng được cho là của bà Nga, vợ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhờ nâng điểm. Trước đó, một loạt lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã bị kỷ luật do can thiệp hoặc nhờ nâng điểm, xem điểm thi cho người nhà tại kỳ thi trung học phổ thông vào năm 2018 tại tỉnh này. Danh sách kiểm điểm của Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang công bố gồm có một số nhân vật đáng chú ý, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh. Ông Vinh bị kiểm điểm do em gái là bà Triệu Thị Giang, Phó trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch Đầu tư, và bà vợ là ông Vinh là bà Phạm Thị Hà, Phó giám đốc Sở, nhờ nâng điểm cho con gái Triệu Thị Mai. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Hội đồng Nhân dân tỉnh Trung Thị Chiên nhờ xem điểm thi cho con. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh can thiệp nhắn tin cho ông Vũ Văn Xỉu, cựu giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nhờ nâng điểm thi cho con. Thì như vậy các bạn thấy là quan chức trong tỉnh này là liên tục có rất nhiều người đã mua điểm, nâng điểm, và những điều này mới phát hiện trong thời gian vừa qua, nhưng từ trước đến nay chưa từng phát hiện, thì những người đó đã lọt lưới và họ hiện nay đang nắm giữ rất nhiều những cái chức vụ cấp cao của Đảng và Nhà nước, và điều đó rất tai hại khi họ không được đào tạo một cách bài bản và cụ thể bằng cái chất lượng học tập của mình, thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất xấu trong cái vận hành đất nước ở thời gian tới. Và đây là hình ảnh mới nhất, các bạn cũng có thể xem hình ảnh công an đang điều tra nơi Thứ trưởng Lê Hải An đã ngồi ăn sáng trước khi bị rơi xuống đất vào sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019. Và nếu để sát hình ảnh này lại thì các bạn thấy rất rõ là những chiếc ghế nơi mà khu vực mà ông ngồi ăn sáng cũng như hành lang và ban công của khu vực này rất cao và bằng thép rất cứng chắc. Thì với việc như thế này thì ông không thể một cách đơn giản mà ngã ra bên ngoài được, vì không thể ngã được. Bởi vì các bạn thấy lan can này theo như tính toán của một số người đã từng đến đây thì họ nói rằng có thể cao đến 1m4, và điều đó thì rõ ràng là sẽ không làm sao có thể ngã ra ngoài một cách đơn giản như vậy được. Và hình ảnh chiếc ghế mà vị Thứ trưởng Lê Hải An đã ngồi vào buổi sáng định mệnh, và chúng tôi cũng xin chia sẻ luôn để các bạn có thể nắm bắt được thông tin. Đây là chiếc ghế và cái bàn mà ông đã ngồi sát với lan can ban công, và rõ ràng với những cái hình ảnh này thì không thể nói rằng ông có thể rơi được ra ngoài một cách tự nguyện hoặc tự nhiên, mà rõ ràng phải có một cái tác động nào đó ngoại lực rất mạnh thì ông mới có thể rơi ra ngoài. Và một người có mặt tại hiện trường cho biết thêm, lan can bằng thép rất cứng và chắc chắn ở phòng ăn của Bộ Giáo dục Đào tạo làm rất đúng quy chuẩn, cao 1m35 thì Thứ trưởng Lê Hoài An không thể tự ngã ra ngoài được. Và khi khám nghiệm hiện trường cũng đã phát hiện ra hai con dao bầu to chuyên dùng để chặt thịt ở khu vực này. Và nếu các bạn xem kỹ thì chúng tôi cũng sẽ phóng to hình ảnh hai con dao này ra để các bạn thấy. Đây là cái ban công và cái lan can của khu vực phòng ăn. Và dưới đây thì các bạn cũng đã thấy là hình hai con dao bầu nằm rất rõ và dường như nó được sử dụng vào một việc nào đó khá nghiêm trọng, đã được ghi lại trong một cái bức ảnh của một người người ta đến trong khu vực này khi đang điều tra để họ ghi lại những hình ảnh rất quan trọng này. Đây là hai con dao bầu. Vậy hai con dao này thì ít nhất là phải có hai người dùng. Đấy, có thể là hai người dùng. Và nếu chúng ta để ý hơn về cái ban công và cái hành lang của khu vực này thì đã được chụp ảnh đưa lên. Nếu đây là chính là cái hành lang ban công của khu vực phòng ăn, thì công an niêm phong hiện trường nơi Thứ trưởng Lê Hải An đã ngồi ăn sáng trước khi bị rơi xuống đất. Và đây là hai cái giải màu vàng, đó là giải niêm phong của công an tại khu vực đó. Và các bạn thấy rất rõ là cái ban công này với cái lan can thì rất cao và không thể nào ngã ra ngoài được. Ngay cả một số cái người miêu tả rằng ông ta có thể bị vấp vào tấm gỗ hoặc là cái gì đó ở trong cũng không thể ngã ra ngoài được vì nó rất cao. Và bên cạnh các bạn thấy thấp thoáng hình bóng một cái người cảnh sát công an đang điều tra, thì họ cũng đứng ở trong, thì so với ban công bên ngoài thì cũng vẫn là thấp. Như vậy là cái điều mà việc Thứ trưởng tự ngã xuống là điều không thể được. Đây là cái điều rất chắc chắn là như vậy.
và trên 800 cơ quan báo chí và truyền thông nhà nước dường như được lệnh không đăng tiếp bài điều tra về cái chết bí ẩn của Thứ trưởng Lê Hải An nữa. Nên thông tin cuối cùng chỉ là thông báo ngày giờ truy điệu và thiêu xác tại đài hóa thân Hoàn Vũ ở Hà Nội mà thôi. Và những nhân chứng gác cổng phục vụ nhà ăn, các cán bộ đã có mặt ở buổi sáng định mệnh ngày 17 tháng 10. Nhiều người có gặp ông Thứ trưởng Lê Hải An ngay trước khi ông chết, dường như cũng được lệnh im lặng để bao che cho một âm mưu đen tối đang diễn ra tại chính trường Việt Nam ngay trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2021. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận để chúng tôi có thể biết và phục vụ được các bạn những thời gian nhanh nhất, sớm nhất, những thông tin trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.